Vòng loại World Cup 2022 đang đến gần, nên trước mắt vẫn có nhiều điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo nên lưu tâm hơn cả việc gia hạn hợp đồng với VFF. Trong những ngày qua, chuyện VFF gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo đang thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, theo những chia sẻ của các quan chức, phải đến trước khi hợp đồng đáo hạn 3 tháng, sẽ vào khoảng tháng 10 năm 2019 thì hai bên mới ngồi lại và đàm phán. Và trước mắt thì Park chính là những lượt đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 9 sắp tới. Dưới đây là những vấn đề mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải giải quyết để có được một màn trình diễn như ý. 1. Những chấn thương của các trụ cột. Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức là hai cái tên chắc chắn sẽ không thể cùng Tây Bắc chinh chiến ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khi chấn thương nặng. Trước đó, trong trận đấu giữa Hồng Anh Gia Lai và Hà Nội tại vòng 12 V-League 2019, Đình Trọng đã bị chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo trước và dập dây chằng bên mác. Chấn thương nghiêm trọng này đã khiến anh phải nói lời chia tay với V-League và đội tuyển quốc gia từ 6 đến 8 tháng. Vì chấn thương bất ngờ và nghiêm trọng này, Đình Trọng không thể tham gia SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm nay. Còn Văn Đức dính chấn thương trước trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai. Những tưởng chấn thương mà tiền vệ 23 tuổi này không có gì nghiêm trọng, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Sau khi được đưa ra Hà Nội chụp chiếu, các bác sĩ kết luận Văn Đức bị đứt dây chằng chéo đầu gối, cần phải lên bàn phẫu thuật mới có thể thi đấu trở lại. Với chấn thương nặng gặp phải, Văn Đức cần ít nhất 6 đến 9 tháng mới có thể quay trở lại. Điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ phải nói lời chia tay mùa giải 2019, đồng thời lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam chinh phục vòng loại World Cup 2022. Đây rõ ràng là mất mát lớn với vị chiến lược gia 60 tuổi vì Trọng Ỉn và Đức Cọt đã từng gắn bó với những hành trình quan trọng của các đội tuyển quốc gia trong hơn một năm qua. Họ có được sự thẩm thấu về triết lý bóng đá cũng như những yêu cầu của thầy Park mỗi khi xuống trận. Đây cũng chỉ là hai trường hợp chấn thương được xác định ở thời điểm hiện tại. Felix sẽ trở lại và không ai dám cam đoan một số trụ cột khác sẽ đủ 100% thể trạng để tham dự các trận đấu vòng loại. Thế nên, chấn thương vẫn sẽ là bài toán hóc búa đòi hỏi nhà cầm quân Hàn Quốc phải tìm ra những phương án thay thế. 2. Những phương án thay thế. Sau thông tin về chấn thương của hai trụ cột Đình Trọng và Văn Đức, người hâm mộ đã bắt đầu có những phỏng đoán về những gương mặt đủ tầm thay thế họ. Đầu tiên ở vị trí trung vệ, thầy Park có rất nhiều sự lựa chọn từ Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh, thậm chí là kéo Đoàn Văn Hậu vào. Trong khi đó, Văn Toàn chính là cái tên sáng giá thay thế cho Văn Đức ở hành lang trái. Điều này đã được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng tại King's Cup 2019. Tuy nhiên, có thể thấy rằng việc xếp tiền đạo của anh Gia Lai đá chính chưa phải là sự lựa chọn tối ưu vì Văn Toàn thường bộc lộ được khả năng của mình với vai trò cầu thủ vào thay người. Đây sẽ là một điều thầy Park đáng suy ngẫm. 3. Nỗi lo về sự quá tải. Thời gian vòng loại World Cup 2022 diễn ra nằm giữa thời điểm V-League đang trong giai đoạn đứt rút khốc liệt. Trong tháng 9, các đội bóng sẽ đá 4 trận và hiện tại VPF vẫn chưa công bố lịch thi đấu. Có lẽ ban tổ chức V-League cũng đang chờ điều chỉnh lịch có lợi cho các câu lạc bộ. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận chính là sự quá tải của các cầu thủ. Màn trình diễn tại King's Cup 2019 và những hệ lụy của nó sau đó là một minh chứng rõ ràng nhất. Các cầu thủ có phần hụt hơi và không thể hiện hết được 100% khả năng. Trận đấu với đội tuyển Thái Lan vẫn chưa phải là trận đấu hay đối với khả năng mà các tuyển thủ Việt Nam đã từng thể hiện ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Từ lý do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất cần cân chỉnh sao cho các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất để chiến đấu tại một đấu trường khắc nghiệt như vòng loại World Cup 2022.